Giống như là bài báo cáo của thầy Tiến và của bác sĩ Luận thì ung thư phổi là bệnh lý có số người tử vong là cao nhất trong các bệnh lý ung thư, và cũng như là tỷ lệ mắc ung thư phổi ở nam giới là cao hơn ở nữ giới. Yếu tố nguy cơ thì bao gồm có hút thuốc lá, tuổi, giới, yếu tố môi trường, xã hội, gen. Về đặc điểm lâm sàng, cái lâm sàng của ung thư phổi rất là thay đổi với các triệu chứng ở tại đường hô hấp và ngoài đường hô hấp. Xét nghiệm thì tiêu chuẩn vàng là mô bệnh học. Về mặt cận lâm sàng thì mình sẽ tập trung vào IBUS. IBUS thì giúp đánh giá các cái tổn thương cảnh phế quản mà cái nội soi thường thì khó tiếp cận, gồm có hai dạng đầu do xuyên tâm và đầu do lồi. Đây là đầu do xuyên tâm. Đầu do xuyên tâm thì nó sẽ giúp mình quan sát được 360 độ quanh trục dọc của dụng cụ với hình ảnh chất lượng tốt, quan sát được từng tầng lớp của đường dẫn khí. Đối với đầu nhưng mà lại không phối hợp được với sinh tiết. Còn đối với đầu do lồi thì sẽ quan sát được sóng với độ quanh trục dọc của dụng cụ và có thể phối hợp với sinh tiết, và đấy là TBNA hoặc là kết hợp với Doppler này. Và đây là một số các nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng IBUS TBNA thì có độ nhảy là 94,6% và độ đặc hiệu 100%, giá trị dự đoán dương tính là 100%, dự đoán âm tính là 89,5%. Ngoài ra một số nghiên cứu về trên 1.299 bệnh nhân nghi ngờ hoặc đã biết ung thư phổi tiến hành IBUS TBNA thì có độ nhảy 90% trong việc phát hiện các hạch trung thất di căn. Các nghiên cứu cũng thừa nhận là IBUS do giá trị chẩn đoán chính xác hơn so với các lợi vi tính trong việc đánh giá xâm lấn đường dẫn khí bởi các khối u ở vùng trung tâm. Để chẩn đoán giai đoạn và cái giai đoạn mới của thì nó chỉ khác so với các cái giai đoạn trước đấy thì ở trong việc đánh giá khối u chủ yếu là T, còn đánh giá N giai đoạn N và M thì giống nhau. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Địa điểm nghiên cứu tại trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai, giai đoạn nghiên cứu là từ năm 2017 năm 2020. Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là các bệnh nhân có kết quả mô bệnh học là ung thư phổi bởi có được kết quả của phương pháp IBUS-TBNA hoặc là các phương pháp khác sau khi tiến hành IBUS-TBNA nhưng không cho kết quả. Tiêu chuẩn lựa chọn là các bệnh nhân có chỉ định nội soi phế quản siêu âm và sinh thiết qua nội soi phế quản siêu âm. Kết quả mô bệnh học là ung thư phổi, không có chuẩn chỉ định với nội soi phế quản. Tiêu chuẩn là trừ là các bệnh nhân không thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn. Các bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu. Các bước tiến hành thì các bệnh nhân vào viện sẽ được đánh giá về mặt lâm sàng và cận lâm sàng, được giải thích đầy đủ về các mục tiêu và mục đích của IBUS-TBNA cũng như hướng dẫn trong quá trình thực hiện IBUS-TBNA, được tiến hành nội soi, ghi nhận các kết quả tế bào học, mô bệnh học, được làm các cái xét nghiệm về đánh giá di căn xa đối với những bệnh nhân có kết quả mô bệnh học là ung thư phổi. Đây là sơ đồ nghiên cứu của chúng tôi. Kết quả ban luận. Thì về mặt đặc điểm lâm sàng thì ở đây là chủ yếu gặp các cái bệnh nhân là từ 50 đến 70 tuổi, với 23 trên 27 bệnh nhân chiếm 85,2%. Các cái bệnh nhân ung thư phổi chủ yếu là các bệnh nhân hút thuốc với chiếm 81,5%, 18,5% là chủ yếu các bệnh nhân nữ. Lý do vào viện thì chủ yếu là lý vào viện vì đau ngực chiếm tỷ lệ cao nhất với 22,2%. Ngoài ra thì có các cái lý do viện khác như, ví dụ như khó thở, ho khan. Các cái tổn thương trên X quang phổi thì có cái tổn thương dạng u phổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 59,3%. Và có 22,2% là các cái bệnh nhân là không có tổn thương phổi đấy, trên X quang. Các đặc điểm trên cắt lớp vi tính ngực thì chủ yếu ở đây là sẽ có cái tổn thương chủ yếu là tổn thương phổi phải với 54,5%. Với kích thước u là dưới 3 cm cũng chiếm tỷ lệ cao với 66,6%. Các cái vị trí hạch thì chủ yếu là các vị trí hạch ở vùng trung thất cùng bên và dưới carina chiếm đến 50%. Các cái hình ảnh có nội soi phế quản thường thì chủ yếu là bình thường chiếm 48,1%. Có các cái tổn thương khác như là thâm nhiễm niêm mạc phế quản, khối u xin ép từ ngoài vào. Các đặc điểm về mô bệnh học. Đặc điểm mô bệnh học thì trong 27 bệnh nhân thì kết quả ghi nhận là chiếm tỷ lệ cao nhất là ung thư biểu mô tuyến và ung thư biểu mô vẩy với tỷ lệ là 25,9%. Trong 27 bệnh nhân thì có 25 bệnh nhân là được phát hiện ung thư phổi qua phương pháp IBUS-TBNA và có 2 bệnh nhân thì không phát hiện qua phương pháp TBNA nhưng đã được làm nội soi lồng ngực và sinh thiết xuyên thành thì ghi nhận là ung thư phổi. Để phân loại theo giai đoạn. Kết quả trên nội soi phế quản siêu âm thì
Quan sát trên nội soi phế quản siêu âm thì có thể quan sát thấy nhiều hạch trên 19 trên 23 bệnh nhân. Ngoài ra thì các hạch thì chủ yếu là các hạch có kích thước lớn trên 3 cm chiếm tỷ lệ cao. Với 10 đến 20 10 trên 20 các bệnh nhân chiếm tỷ lệ 50%. Với nhóm hạch sinh thiết thì chủ yếu có nhóm hạch là 4R và nhóm 7 là chiếm tỷ lệ cao. Vị trí các cái nhóm chủ yếu là các bệnh nhân được sinh thiết là một nhóm hạch chiếm tỷ lệ cao, ngoài ra thì có 37% là các bệnh nhân được sinh thiết hai nhóm hạch. Đây là các cái mảnh sinh thiết của các bệnh nhân được sinh thiết, thì có các cái bệnh nhân mà được sinh thiết trên 5 mảnh là có 10 bệnh nhân. Ngoài ra là các bệnh nhân được sinh thiết về số lượng ít hơn 2, 3 hoặc 4 mảnh. Đây là phần kết luận của em. Kết luận thì có cái nhóm tuổi hay gặp phổi là từ 50 đến 70 tuổi chiếm 85,2%. Có 81,5% bệnh nhân là ung thư phổi có hút thuốc lá, lý do viện chủ yếu của bệnh nhân là đau ngực chiếm 22,2%. Có cái tổn thương hay gặp trên con phổi là tổn thương dạng u u có kích thước dưới 3 cm trên nội soi khoảng siêu âm chiếm 66,6%. Hạch trên cắt lớp vi tính ngực chủ yếu là vị trí vô trung thất chiếm 72,7%. Nội soi phế quản siêu âm ghi nhận 33 phẩy nội soi phế quản thường ghi nhận 33,3% có thâm nhiễm niêm mạc phế quản. Về mặt mô bệnh học thì mô bệnh học chủ yếu là các bệnh là ung thư phổi biểu mô tuyến và ung thư phổi biểu mô vẩy chiếm 25,7%, còn 6 trường hợp đã ghi nhận là có di căn xa. Về kết quả của nội soi phế quản siêu âm thì có 92,6% chẩn đoán ung thư. Và có cái nhóm hạch được sinh thiết chủ yếu là nhóm 4R và nhóm 7. Ở đây có 59,3% sinh thiết một nhóm hạch, 37% sinh thiết hai nhóm hạch. Và qua IBA thì ghi nhận là có 82,6% trường hợp và siêu âm phát hiện có nhiều hạch và 50% là số hạch là trên 3 cm. Em xin trân trọng cảm ơn ạ. Rất là cảm ơn bác sĩ Trần Duy Hưng đã trình bày rất là ngắn gọn.